Tại trường San Jose City College, các bạn có thể tìm kiếm cho mình một công việc, một nghề nghiệp mà các bạn yêu thích, phù hợp với khả năng của các bạn. Và bây giờ, mời quý vị đến với chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc. Chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc của San Jose City College mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. Nó không những giúp tôi lấy được những lớp yêu thích tại trường mà còn giúp phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của tôi. Tôi có hai con nhỏ, tuy vậy tôi vẫn có thể lấy được tín chỉ đại học, vừa đi làm và vừa tiếp tục việc học mà không hề bị gián đoạn. Các sinh viên tham gia chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc là các sinh viên có động lực học tập rất cao, các em thích thú với ngành kỹ thuật. Chương trình tạo một giải pháp tuyệt vời để các sinh viên có thể tương tác trực tiếp trong công việc, đồng thời nhận được các tín chỉ cho công việc mình làm. Sinh viên có thể tích lũy từ 1 đến 6 tín chỉ. Do đó, đây là một khóa học rất linh động, uyển chuyển. Các giảng viên trong khóa học, học hỏi kinh nghiệm làm việc, giúp đỡ sinh viên rất tận tình. Các sinh viên luôn cung cấp cho chúng tôi bản ghi chú thời gian làm việc, để chúng tôi biết các em đã thực sự dành bấy nhiêu thời gian để làm việc, kể cả việc cuối khóa học các em còn cần nộp một bài viết cho cuối khóa. Có rất nhiều sinh viên ghi danh cho đủ các ngành nghề, từ kỹ thuật, chế biến thực phẩm, cho đến lĩnh vực bán lẻ và phục vụ khách hàng. Có thể nói, chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc cung cấp kinh nghiệm tổng quát, vừa cung cấp kinh nghiệm chuyên biệt cho mọi ngành nghề. Chương trình học hỏi kinh nghiệm làm việc đã chứng tỏ hiệu quả và mang lại lợi ích cho sinh viên, cho nhân viên và cho trường San Jose City College. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng www.sjcc.edu/cte hoặc thảo luận với một trong những cố vấn giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi ở số 408-288-3750. Trường chúng tôi luôn có những cố vấn nói tiếng Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn quý vị.